Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hôm nay, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mô để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Tới dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Mô và đông đảo cử tri trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiểu sử tóm tắt vào chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Bình, gồm ông Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Bà Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Điệp, bà Phạm Thị Thủy, giáo viên trường Tiểu học Kim Trung, huyện Kim Sơn, ông Tống Duy Tứ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Tam Điệp. Ý kiến phát biểu của cử tri đều bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử và chương trình hành động đề ra, luôn gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, quan tâm nắm bắt tâm tư tình cảm, giải quyết những khó khăn vướng mắc nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, quan tâm đề xuất với Trung ương và tỉnh, tiếp tục có những giải pháp phù hợp, sát thực để hỗ trợ nông dân xây dựng những mô hình nông nghiệp mới, sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, liên kết bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng được mùa, mất giá. Có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông thủy lợi để tạo điều kiện liên kết sản xuất vùng, phòng chống thiên tai. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là cơ chế chính sách nguồn vốn thị trường, có hướng dẫn giúp đỡ cụ thể để các địa phương thực hiện chuyển đổi số hiệu quả. Cử tri cũng đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải ở các làng nghề, cung cấp nước sạch nông thôn, nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, về chế độ chính sách cho người có công. Về xây dựng các dự án luật phải bảo đảm thống nhất, tránh tự chồng chéo, sớm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện luật nghĩa vụ quân sự, luật đất đai cho phù hợp với thực tế hiện nay. Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Thanh đã cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của cử tri, khẳng định các ý kiến sẽ được tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông qua buổi tiếp xúc, mong muốn cử tri Yên Mô sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tinh thần trách nhiệm cao nhất để lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi người dân, cử tri hãy luôn nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, không chủ quan lơ là để tránh dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, bày tỏ nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, mỗi đại biểu sẽ tiếp tục tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ để có thêm nhiều chính sách hướng về cơ sở, trong đó có tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Mô. Sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, tham mưu đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời những kiến nghị vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tương đáng với sự tin yêu kỳ vọng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.